Xin chào các bác nhé, em vừa dọn xong tiếp được con TR8 khá là đẹp rồi các bạn này, lên sóng của các bác tiếp nhé. TR8 Panasonic, công nghệ EcoNavi, thời gian sấy 30 phút này. Nếu các bác muốn giữ khô bắt đũa ngày nồm như ở đây thì miền Bắc chẳng hạn, các bác ấn thêm nút này thì là bắt đũa được duy trì sấy khô cả ngày luôn. Sấy 4 em kèm giữ khô cứ lần lượt vậy thôi ạ. Còn cái này là thông gió các bác nhé. Chế độ rửa tiêu chuẩn nước nóng 80 độ này, rửa mạnh, rửa nhanh, vệ sinh máy, rửa nhiệt độ thấp, chế độ sấy riêng biệt, đèn báo các chu trình rửa, mặt mica rất là đẹp con này, mã số 2 con nhé, pin zin tuyệt đối luôn, lưng tôn thành phách con này rất là đẹp, phẳng đẹp, bên này cũng đẹp, pin zin, năm sản xuất thì là 2015, tức là 8 CD máy 0718. Nói chung là một con máy nguyên zin tuyệt đối từ bên thân vỏ bên ngoài và bên mạch bên trong. Rửa với nước nóng 80 độ C. Răng chỉ sạch đẹp không bao giờ hỏng các bác nhé. Tất cả đều mềm như bún hết. Đấy. Giá sạch sẽ, con này rất là mới này, nội thất sạch các bác. Đấy. Giá còn rất là sáng nhé. Giá rất là sáng luôn. Đấy. Nội thất sạch sẽ. Hay so thì mới. Khá hoàn hảo. Chiếc này bán 5,2 triệu, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp, ship hàng toàn quốc. Phí vận chuyển đi toàn quốc 150.000 ạ, biến áp là 500. Mua bán có đặt cọc trước 500 các bác nhé. Số điện thoại và địa chỉ của em. Chào các bác.